Newman, nhà sản xuất hàng đầu với hơn 23 năm phát triển các sản phẩm ngoại vi cho máy tính, bao gồm chuột, bàn phím, tai nghe, bút chỉnh chiếu, phục vụ cho văn phòng và thể thao điện tử giải trí eSports. Các thiết bị phục vụ văn phòng, học tập của Newman với những tính năng vượt trội, sử dụng mượt mà, kiểu dáng thẩm mỹ giúp mọi công việc trở nên dễ dàng hơn. Newman đã không còn là cái tên xa lạ trong giới game gear với những sản phẩm từ bàn phím bán cơ, bàn phím cơ đến chuột tai nghe sành điệu, khiến cuộc chơi của bạn thêm phần thú vị bất ngờ. Mọi chi tiết xin liên hệ website www.newman.vn hoặc hotline 086-818-6060. Trở thành triệu phú nhờ Dogecoin. Glauber Constance Soto, 33 tuổi, đã trở thành triệu phú sau khi đầu tư 180.000 đô la Mỹ vào tiền ảo Dogecoin và thu về hơn 1 triệu đô la Mỹ. Constance Soto sống tại Los Angeles, Mỹ, nói với CNBC: "Tôi đã thức cả đêm để nhìn chăm chăm vào màn hình." Anh cho biết đã đổ tiền vào Dogecoin vào hôm 5 tháng 2 khi giá trị của nó chỉ khoảng 0,045 đô la Mỹ và chính thức thành triệu phú vào ngày 15 tháng 4. Khi tiền ảo này tăng mạnh, mang về cho anh số tiền là 1.081.441 đô la Mỹ. Contest Total tìm hiểu về tiền điện tử trên Reddit trước khi đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào Dogecoin. Anh thừa nhận mình có tác động lớn từ cộng đồng Reddit trước khi chi tiền, nhưng yếu tố lớn nhất lại liên quan đến Elon Musk, người đã nhiều lần nhắc đến Dogecoin trên Twitter. Contest Total thừa nhận: "Giống như nhiều người đang giữ Dogecoin, tôi bị tác động bởi các tweet từ Elon Musk. Dù không rõ liệu những dòng tweet ủng hộ đồng tiền này của Musk có nghiêm túc hay không, tôi nghĩ ông ấy vẫn là một thiên tài. Nhưng hơn hết, Constance Soto tin rằng Dogecoin sẽ giúp anh giàu có trong tương lai." Constance Soto nói: "Tôi lớn lên trong hoàn cảnh thực sự nghèo, vì vậy đây có thể là cơ hội đổi đời với tôi." Constance Soto hiện đang làm việc tại một công ty về âm nhạc. Anh không có khoản tiền nào ngoài lương hàng tháng. Do đó, việc đổ hết tiền tiết kiệm vào Dogecoin với anh là quá mạo hiểm. Constance Soto kể lại: "Ngoài tiền tiết kiệm, tôi còn bán hết cổ phiếu của mình, trong đó có cổ phiếu mua của Uber và Tesla, đồng thời ký quỹ để vay thêm." Rất nhiều người đã can ngăn Constance Soto. Một người bạn đã cảnh báo rằng Dogecoin sớm muộn sẽ không còn giá trị và trở về không. Tuy vậy, Constance Soto bỏ ngoài tai tất cả. Sau khi trở thành triệu phú Dogecoin, Constance Soto đã lên Reddit chia sẻ niềm vui. Chủ đề anh tạo ra nhanh chóng được chú ý lớn từ cộng đồng. Nhiều người gửi lời chúc mừng, còn số khác bày tỏ ngạc nhiên trước sự liều lĩnh của Constance Soto. Constance Soto nói về tương lai của Dogecoin: "Kế hoạch của tôi là khi đạt 10 triệu đô la Mỹ, tôi sẽ trích 10% thành quỹ riêng. Tôi nghĩ đồng tiền này sẽ có tiềm năng lớn." Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng, giá trị của Dogecoin đang có xu hướng giảm mạnh. Sau khi đạt mức 0,45 đô la Mỹ mỗi đồng hôm 16 tháng 4, hiện đồng tiền ảo này đang dao động ở mức 0,2 đô la Mỹ, giảm hơn nửa giá. Từ VnExpress.net, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.